Lời buộc tội đầu tiên của em đó chính là anh kiểm soát em quá mức. Gì? Bạn đồng ý hay không đồng ý với lời buộc tội này, sau đó mới đưa ra câu phân trần. Không đồng ý. Mời bạn. Ủa Tâm, tại sao em lại nói như vậy? Anh là quản lý của em thì anh có quyền biết được em đi đâu, em làm gì, em hẹn với ai và công việc như thế nào. Anh quản lý là quản lý về công việc, lịch diễn và giờ giấc. Còn đằng này thì anh quản lý luôn những cái giờ giấc riêng tư của em. Em không đồng ý về cái chuyện đó. Thậm chí em ăn uống, ngủ, tắm hay là đi với bạn hay là cái gì đó, em cũng cần phải có những cái không gian riêng tư với bạn bè. Đó là em cân bằng giữa công việc và đời thường. Anh không được quản lý em như vậy. Anh nhắc cho em nhớ, ngoài công việc quản lý, anh còn là người yêu của em nữa Tâm à. Anh à, người yêu là mỗi người có một cuộc sống của nhau và mình hỗ trợ nhau trong cuộc sống của nhau, chứ không phải là mình sống cuộc sống cho nhau. Nhưng mà anh thấy những cái vấn đề đó, ví dụ như là em đi với một cái người nào đó mà em không cho anh biết, lỡ người đó xấu thì làm sao mà anh biết mà anh tới cứu em? Em chưa bao giờ đi với ai mà không để cho anh biết hết. Bạn bè của em, thậm chí là những người thân trong gia đình hoặc là cái gì đó anh cũng đều biết. Cho nên anh không có quyền kiểm soát em quá mức quy định như vậy. Em đừng nói nữa. Vì sau một thời gian, anh quan sát, anh để ý anh ấy, anh không nói. Nhưng anh khẳng định em có nói dối anh. Nên anh khẳng định có. Vậy thì bằng chứng đâu? Bằng chứng chắc chắn là anh ấy phải có, anh ấy mới khẳng định là có. Có lẽ câu chuyện này chắc cũng không sớm thì muộn ảnh sẽ mang ra đây. Nhưng tôi cho các bạn biết điều này. Yêu nhau, biết về lịch trình di chuyển hay đi đâu với ai là chuyện bình thường. Nó chỉ xảy ra khi có sự gian dối mập mờ ở đây thôi. Cho nên việc một người quản lý talent của mình, quản lý ca sĩ mà mình đang đào tạo, mình đang định hướng, thậm chí còn rất ngại trong việc bạn sẽ gặp gỡ một ai đó mà làm ảnh hưởng đến danh dự hay là uy tín của bạn. Họ đôi khi phải kiểm soát như vậy để làm gì? Để giúp cho người mà mình đang hỗ trợ trên bước đường tương lai có thể đi một cách thoải mái hơn mà không vướng bận bất kỳ một scandal nào. Đúng. Cho nên kiểm soát quá mức thì có thể theo góc nhìn của bạn là quá mức, là tại vì vừa là quản lý vừa là người yêu. Cho nên đôi khi bạn cảm thấy khó chịu, tôi ghi nhận điều đó. Vậy thì bạn vừa đưa ra lời buộc tội đầu tiên. Bây giờ đến phiên Nguyễn Phúc, lời buộc tội đầu tiên của bạn là gì? Lời buộc tội đầu tiên của anh đối với em đó là em ăn diện và chi tiêu một cách quá đáng. Em đồng ý. Đầu tiên, em là người yêu của anh. Khi anh đi với một cô gái vừa trẻ, vừa giỏi giang và ăn mặc rất là chỉnh chu, thì điều đó anh có phải là anh đang hãnh diện vì điều đó không? Tiếp theo, trong công việc anh nên nhớ anh là người dạy cho em phải giữ hình ảnh của mình. Cho nên em đầu tư vào cái hình ảnh của mình không có gì sai hết. Đầu tư cho tương lai có gì là sai? Đúng. Và anh nói em là quá đáng. Và quá đáng là như thế nào là quá đáng? Em đầu tư cho tương lai, đầu tư cho sự nghiệp, cái đó không phải là cái gì là quá đáng hết. Đúng, em nói đúng. Nhưng mà đầu tư cho tương lai, đầu tư cho sự nghiệp, mình phải coi vấn đề kinh tế của mình hiện ở mức hiện tại. Vì sao? Vì trong kho đồ của em rất là nhiều, rất là nhiều, nhiều, nhiều. Nhưng tại sao em vẫn may mới? Và một vở tuồng, ví dụ may mới như vậy là tốn rất là nhiều tiền. Mà trong khi những trong cái kho đồ của em có thể là mix đồ lại để đỡ tốn một cái phần chi phí đó, để mình bù đắp vào cái khoản chi của đoàn.
Dạ không. Nó rất tốn rất nhiều chi phí. Em xin nói là em không may riêng phục trang cho em, mà em may cho từng nhân vật. Em may cho từng nhân vật. Và em đầu tư cái đó là để cho đoàn của chúng ta. Thế tôi hỏi bạn, nếu cô đào của đoàn bạn luôn luôn xuất hiện mới mẻ thì cô ấy hưởng hay đoàn bạn hưởng? Đoàn hưởng ạ. À vậy hả? Vậy là cô ấy đâu có đầu tư cho một mình cô ấy, tại vì cô ấy đầu tư cho cô ấy xuất hiện trong vở diễn của đoàn bạn mà. Nhưng ví dụ em nói thẩm phán vậy, ví dụ một vở đó ví dụ cần 10 bộ phục trang thì bây giờ mình có thể cái suất này mình may 6 bộ thôi. Mình để dành suất tiếp, tại vì mình may là may nhiều may nhiều. Không, một vở là may 10 bộ là 10 bộ 10 bộ thì nó rất là tốn kém chi phí cho. Vậy là bạn chưa nghe câu chuyện của BB Trần rồi. Mỗi lần BB Trần diễn một đêm diễn trên sân khấu kịch chắc là không bộ đồ nào trùng lập với nhau. Có nghĩa là bạn ấy đầu tư kinh khủng cho một vở kịch mà tới mười mấy bộ trang phục mới. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái phần kinh phí dự trù của đoàn. Nếu mà không có thì làm sao em lấy đó mà em may? Cái vấn đề đó, bản thân đồ đạc và phục trang là cái đam mê của em và cái đó phục vụ cho nghề nghiệp của em. Cho nên những cái khoản em để dành và tiết kiệm, em sẽ đầu tư vào đó. Em không lạm phát quá nhiều vào cái công quỹ của đoàn. Thật ra điều này là hai góc nhìn. Ở góc nhìn của một ông bầu thì đương nhiên ổng lo cho cả đoàn. Cho nên cái việc mà thật ra nếu mà cái tiền đoàn thu lại mà lo cho một cô đào nhiều quá thì đôi khi cũng sẽ lấy bớt những phần của những người khác. Cho nên đôi khi người yêu của em cân nhắc cũng đúng. Nhưng mà ở góc nhìn của em, anh tin rằng em cũng không sai. Khi mình đầu tư cho vai diễn chính mình ở trên sân khấu đó là mình làm đẹp cho sân khấu đó, chứ không chỉ làm đẹp cho riêng bản thân mình. Điều này chỉ cần mình ngồi xuống nói chuyện với nhau để tìm tiếng nói chung mà thôi. Vậy thì bây giờ lời buộc tội thứ hai, mời em. Anh không hề chú ý với em, đặc biệt là vào mỗi tối. Không đồng ý thẩm phán, cái này không đồng ý, không đồng ý. Dạ. Tức quá. Mỗi tối anh vẫn làm việc, nhưng video call anh vẫn để như thế này. Mặc dù làm việc tối nào em cũng làm việc cả, làm việc cho đoàn, làm việc cho tất cả mọi người, nhưng video call anh luôn để em chi, để em nhìn thấy anh mà. Thì tại sao em lại nói anh không chú ý đến em vào mỗi tối? Tuy là mỗi tối anh đều video call với em, nhưng mà anh vẫn miệt mài với công việc, không hề chú ý đến em. Thậm chí là những lúc bên nhau, em mặc những cái bộ đồ ngủ mới mà anh cũng không có chú ý tới. Là quan tâm dữ chưa? Là video con như bạn nói dữ chưa? Có hả ta? Lúc ở bên nhau mà bạn chỉ lo công việc, bạn không lo lắng cho người yêu, bạn còn không thèm để ý cô ấy chuẩn bị cho cái sự gặp gỡ nhau là gì nữa mà. Thì tôi thấy đây là sự vô tâm đấy. Đúng không? Đây thật sự là sự vô tâm. Mình dành thời gian, nhưng mà linh hồn, tâm hồn của mình dành cho chuyện khác. Thì tôi nghĩ rằng không người con gái nào mà chịu điều đó cả. Bạn phải xem lại nha, là bạn không nhận ra cô ấy mặc đồ ngủ mới luôn. Ây da, chắc là chỉ lo ngủ thôi quá. Mà thật ra hai người có thời gian ở bên nhau thì thức mới vui chứ nhỉ. Thật là vô tâm, thật sự không biết nói sao. Lời buộc tội tiếp theo mời bạn. Lời buộc tội thứ hai của anh, em không đồng ý kết hôn với anh. Không đồng ý. Không đồng ý. Em không đồng ý ở đây bởi vì không phải vì em không muốn kết hôn với anh, nhưng đợi một khoảng thời gian sau đó chúng ta sẽ có những cái về bên nhau gần hơn. Bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta còn phải lo cho sự nghiệp, lo cho tương lai, và em muốn có một cái tương lai nhất định, phải có những cái đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần để chuẩn bị cho những đứa con của chúng mình. Điều này không có gì sai nha. Một người con gái khi mà kết hôn, ở đó không chỉ là vai trò làm vợ mà còn là mẹ nữa. Và một bạn trẻ chưa có gì trong tay, thậm chí bây giờ may đến bộ đồ diễn mà còn bị gằn nhằn lên xuống mà, thì làm sao người ta yên tâm nhận lời đồng ý làm vợ của mình được? Nhưng mà thời gian á không cho phép.
Tại sao không cho phép? Anh lớn rồi. Anh lớn rồi thì hồi đó anh lại quen em làm cái gì? Tại vì anh thừa biết là em nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà. Cho nên là anh quen người nhỏ tuổi thì anh phải chấp nhận điều đó chứ. Nhưng mà chờ 3 năm rồi. Vậy thì anh quen em, anh đến với em là để sinh con hay là để yêu thương? Anh yêu em. Anh muốn kết hôn với em là muốn tạo dựng một mái ấm cho mình. Vâng, rõ ràng câu chuyện của hai bạn ở đây đó chính là việc bao giờ kết hôn là phù hợp. Với bạn thì bạn cho rằng là bạn đã lớn tuổi rồi, bạn muốn có con ở giai đoạn mình sung sức nhất, để ít ra con mình cũng khỏe mạnh, đúng không? Còn với cô gái này thì còn quá trẻ, cho nên ở lứa tuổi cô ấy đang cần sự nghiệp, đang cần vật chất và tinh thần vững chắc hơn. Thật ra câu chuyện của hai bạn không khó giải quyết nếu hai bạn thực sự yêu nhau nha. Nhiều cách để giải quyết lắm, chỉ là mình chọn cách nào mà thôi. Vậy thì bây giờ lời buộc tội cuối cùng, mời Khánh Tâm. Lời buộc tội cuối cùng của em đó chính là em không thích anh thay đổi xe xoành xoạch. Xe di chuyển á hả bạn? Dạ, xe ô tô ạ. Ồ, bạn đồng tình hay không đồng tình với lời buộc tội này? Anh đồng ý. Việc anh thay xe á, đó là sở thích của anh. Cái sở thích của anh, nhưng mà nó có cần thiết phải quá đáng như vậy không? Bởi vì một năm 12 tháng mà anh đã thay 12 chiếc xe, mỗi tháng anh đều thay một chiếc xe như vậy. Anh nói em ăn diện quá đáng thì như vậy có khác gì là em đâu. Thậm chí cái việc sở thích của anh nó lại tốn kém hơn gấp trăm gấp ngàn lần đối với em đầu tư cho những cái bộ trang phục đó. Anh đồng tình với cái lời buộc tội này của em vì anh cảm thấy nó rất là hoang phí. Sau này anh sẽ tiết kiệm lại những chi tiêu, anh sẽ không bao giờ hoang phí về cái vấn đề này nữa. Cảm ơn anh. Cũng ngộ ha, một chàng trai tiêu tốn tiền tỷ để đổi ô tô lại đi nói rằng bạn gái của mình chi tiêu cho công việc những bộ đồ diễn là chi tiêu quá đáng, quá đà, cũng hơi kỳ. Rõ ràng đôi khi trong cuộc sống chúng ta, cái gì chúng ta thích chúng ta cho là đúng, còn người khác thì chúng ta cho là sai, đôi khi nó cũng hơi kỳ. Nhưng thôi, bạn nhận tội rồi, tôi cũng không nói thêm nữa. Cân đo đong đếm lại nha, một chiếc xe của bạn chắc may được một năm đồ diễn của cô ấy đấy, trong khi một năm bạn đổi 12 chiếc xe. Quay trở lại với bạn thì bạn còn một lời buộc tội nữa. Mời bạn bắt đầu. Lời buộc tội thứ ba của anh đối với em là em bất chấp để thăng tiến trong sự nghiệp. Em đồng ý. Em đồng ý với anh là em muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng anh sử dụng cái từ bất chấp, em không đồng ý. Bởi vì em không có làm gì mà bất chấp cả. Anh nói em bất chấp nghĩa là sao? Nghĩa là trong công việc đôi khi em đi có những cuộc hẹn riêng với tác giả, với đạo diễn, những cuộc ăn uống trong phòng VIP, quán xá này nọ, những cái đó em chưa từng nói với anh biết. Đối với em thì những cuộc gặp gỡ đó về công việc thì nó rất là bình thường, nó không có vấn đề gì cả. Đạo diễn, tác giả, mình gặp nhau để mình bàn về cái tư duy để mình làm cho nghề nghiệp thôi, chứ chả là cái gì hết. Cho nên là em đường đường chính chính thì em không có gì mà phải sợ. Đường đường chính chính mà đi quán ăn riêng, đi phòng VIP, đi ấy, đường đường chính chính. Dạ, bởi vì nó là một cái nhà hàng mà, thì nhà hàng là quang minh chính đại. Và vào trong phòng VIP thì nó mới có những cái không gian riêng tư để mình thỏa sức sáng tạo. Nhưng vấn đề ở đây á, là tại sao những cái cuộc gặp gỡ đó em không nói với anh? Tại sao anh không được biết? Cái vấn đề ở đây em nói dối anh. Là tại vì anh kiểm soát em quá mức. Cho nên là nếu em nói thật sự với anh thì anh có đồng ý cho em gặp gỡ hay là tiếp xúc hay không? Anh sẵn sàng cho em đi mà, vì cái đó là tương lai của em. Nhưng anh chỉ yêu cầu là anh phải biết. Nếu tính ra như vậy là hoàn toàn không có cấm mình đi nha. Hoàn toàn không cấm mình đi gặp gỡ đối tác, gặp gỡ những nhà sản xuất hay những tác giả mới. Ở đây là do mình không nói.
chứ không phải là bạn ấy kiểm soát. Quay lại câu chuyện lúc nãy, vì bạn ấy không chỉ là người yêu mà còn là quản lý của bạn. Cho nên việc mà mình đi đâu, gặp gỡ ai, làm gì thì chỉ cần mình thông báo thôi. Cũng như lúc nãy bạn đã mâu thuẫn khi bạn nói là cái gì bạn cũng báo hết, thì đúng là anh ấy có một thông tin chừa lại đến giờ phút này để lật mặt bạn đấy. Và mình sai rồi đúng không? Dạ. Và thưa quý vị, như vậy sau 6 sự thật mất lòng thì cho rằng là những sự thật mất lòng này chỉ làm hiểu nhau nhiều hơn. Cứ tưởng rằng cô này tiêu xài phung phí nhưng anh này còn phung phí hơn gấp trăm ngàn lần. Cứ tưởng rằng cô này bị anh này kiểm soát nhưng không ngờ rằng là cô này cũng lừa dối anh này. Cho nên không ai dành hoàn toàn cảm xúc để chúng tôi cảm nhận rằng bạn chính xác là người đúng cả. Nhưng qua 6 lời sự thật bất lòng thì tỷ số, số điểm ghi nhận nhiều hơn.